Chắc bác xem xong em này, bác nào cũng phải lác mắt luôn ạ. Một đôi loa đến từ đất nước Anh Quốc, zin tuyệt đối từ trong ra ngoài luôn, phải nói luôn là gần như mới luôn. Chỉ thiếu đúng cái thùng xốp thôi các bạn. Thiếu đúng cái thùng xốp nữa các bác thả vào. Em Quốc Tuấn cũng báo giá luôn nhé, 19 triệu 18 triệu 900 nghìn 19 triệu khác gì nhau. Okay, đẹp xuất sắc. Các nhìn này, cái con tép luôn ạ, đẹp lung linh chưa. Màng monitor audio 18 triệu 900 nghìn, đẹp lung linh luôn đấy ạ. Giờ bác con này hai cầu luôn nhá. Monitor audio hai cầu. Mình nhìn lên chân này. Made in England, Anh Quốc luôn. Monitor audio LTD. Có nhìn chưa? 24 bốc thì quái gì các bác đọc hộ em đi, em chịu. Đây là số series S650114 này. Made in England nước Anh Quốc. Còn đây, em là Tuấn mở một con cho bác nhìn. Những sản phẩm này mà các bác không rước thì bác rước cái gì? Đẹp như mới luôn. Tất cả chân này còn đều là chân bằng đồng nha bác nhá. Chân đồng hết đây này. Chân theo của hãng hết luôn ạ. Chân zin luôn nha bác nhá. Chân zin tất. Monitor audio này. Bây giờ em khui cho bác xem con bát nha. Cái con bát của nó đây, zin từ, ôi bác ơi, zin từ trong ra ngoài luôn. Côn nhôm. Đã bảo rồi các bác ạ, chỉ thiếu đúng cái thùng xốp nữa thôi. Monitor audio dập cả lên trên logo, trên xương của loa luôn ạ. Một con này, mà nhìn cái bông này. Cái bông tiêu âm này. Dây loa này. Dây loa cũng thương hiệu của Monitor Audio luôn bác ạ. Đúng chưa ạ? Monitor Audio bác nhá. Này. Dây loa cũng dây của Monitor của Audio Monitor tất. Và đây dây loa họ đấu rất đúng nhá, có chiều mũi tên đi ra này. Âm dương này. Được chưa ạ? Còn về phân tần thì đây, để em Tuấn nhấc qua cho bác nhìn cái phân tần này. Ui, phân tần to lắm bác ạ. Em đẩy vào đây nhá. Ôi chùa. Đây phân tần của em nói chung này. Nó chật lắm các bạn. Nó chật cái mút này, họ ép nó theo khuôn đấy. Nó vừa zin luôn rồi. Để đây. Đấy. Nó vừa zin khuôn rồi bác. Rửa zin khuôn mất rồi. Rồi. Đấy. Còn bên này nữa, đằng sau lưng của nó đây. BS bát này. Ôm này. Còn sang đây này. LCR này, còn gì hết này. Con này là con chung này. Đây là con loa chung. Đấy, nhìn chưa? Loa chung. Dây loa cũng có đánh dấu hết rồi. Zin hết, zin từ đầu đuôi, zin luôn ạ. Zin tất cả. Bao zin tất cả luôn cho các bác luôn ạ. Đây, và lỗ thông hơi. Đây là lỗ thông hơi. À đây là con tép. Đây bác nhìn con tép này. Tép mới nguyên nhá, zin nhét. Đây ạ, cũng là của thương hiệu. Zin tất, zin từ đầu đến đuôi như mới luôn ạ. Các nhìn này, cái gỗ này. Một đôi loa này phải nói là mới, đẹp xuất sắc. Chẳng có điểm nào để chê. Chẳng có điểm chê gì cả. Rồi, con nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Mức giá em Tuấn báo rồi 18 triệu 900k. Chào các bác.